Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, rất có thể là mình sẽ phải tạm nghỉ Dragon City trong một khoảng thời gian nha các bạn. Mình vẫn chơi thôi, nhưng mà mình sẽ không quay clip nữa. Bởi vì có rất là nhiều bạn kêu là nó xàm, nó nhạt rồi, cho nên là mình sẽ không quay clip nữa. Cho tới khi nào có cuộc đua Heroic tiếp theo thì mình sẽ lại tiếp tục chơi nha. Mình sẽ lại tiếp tục quay clip cho các bạn xem nha. Còn mấy hôm nay thì mình sẽ quay mấy clip hài và bựa cho các bạn xem. Thì tạm thời mình sẽ vẫn chơi, nhưng mà đợi đến cuộc đua Heroic tiếp theo thì mình sẽ quay. Đấy, thì mình chỉ muốn thông báo các bạn thì chúng ta sẽ tạm biệt bầy rồng trong một thời gian là cỡ 8 ngày nữa là chúng ta sẽ không có Dragon City nha. Rồi đến khi nào mà mình các bạn cảm thấy là xem Dragon City có hứng thú xem lại thì mình sẽ chơi. Và các bạn đừng có xem của ai khác ngoài mình nha, bởi vì các bạn bây giờ các bạn mà đi xem của những người khác là các bạn mốt mình làm, các bạn sẽ cảm thấy chán đó. Vì thế các bạn hãy cố gắng gọi là cai nghiện Dragon City trong một tuần đi. Rồi 8 ngày đi, rồi 8 ngày sau chúng ta sẽ cùng quay lại và xem của Vũ Lít nhá. Đó, thì ở trong tập này thì mình cũng không có gì nhiều muốn nói, mình chỉ muốn nói với các bạn như thế thôi. Bởi vì có nhiều bạn kiểu như là cũng ngán Dragon City rồi, cho nên mình muốn là anh em có một vài ngày gọi là rời xa game. Mình sẽ vẫn chơi nhưng mình không quay, thì anh em sẽ có một vài ngày rời xa cái trò này. Rồi 8 ngày nữa chúng ta sẽ cùng quay lại. Thì những bạn nào mà muốn xem Dragon City của mình thì các bạn hãy cố gắng chịu nhẫn nhịn nha. Còn nếu bạn nào mà không nhẫn nhịn thì các bạn có thể qua xem những kênh khác, mình không có ép. Còn có một số bạn dọa như kiểu là nếu như mà anh mà không làm Dragon City nữa đấy thì em sẽ unsub của anh, em sẽ dislike video của anh. Thì những bạn đấy là bạn bè của VNZ các bạn ạ, cho nên là mình cũng không có gì để nói hết. Thì những cái bạn nào ấy xem mình ấy là bởi vì mình nói chuyện vui và phù hợp với các bạn, thì kiểu là các bạn thích xem mình bởi mình nói chuyện vui, nói chuyện hay và nói chuyện phù hợp với mọi người, thì mọi người vẫn có thể xem và gọi là chia sẻ video của mình. Còn những bạn nào mà xem mình ấy vì Dragon City ấy thì các bạn có thể unsub của mình. Mình không cần thiết những người nào là fan hâm mộ của mình chỉ vì game chứ không phải là vì mình. Đấy, thì các bạn là fan hâm mộ của Dragon City thì các bạn có thể qua xem Dragon City của người khác. Còn nếu như bạn nào mà là những cái fan thực thụ và chân chính của mình thì các bạn có thể xem trong 8 ngày tới là những cái clip hài và bựa, để cho nó gọi là tạm thời là chúng ta sẽ bớt ngán Dragon City đi nha. Đó, rồi sau đó là mình sẽ quay trở lại với Dragon City cho các bạn xem. Thì cứ có thể coi đây là một tập cuối đi, tập cuối tạm thời đi nha. Rồi một thời gian sau thì chúng ta sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Và chắc chắn lúc đấy mình sẽ cố gắng lấy được cái con pu này các bạn ạ. Để xem mình có bao nhiêu điểm rồi nhá. Ok, 200 điểm rồi. Thì mình cần 560 điểm, còn 8 ngày nữa, cố lên. Chai dấu. Rồi bây giờ mình sẽ lại mua thêm một con. Ô, nó bán một con rồng legend với giá là 225 này. Ok, nhưng mà mình cũng không cần mua làm gì vội, bởi vì tạm thời mình sẽ nghỉ mà, mình sẽ không quay. Vì thế mình sẽ để những con rồng xịn để mình review sau cho các bạn xem. Đó, chứ mình sẽ không review tất cả những con rồng khác. Ở trong bang hội mấy hôm nay mình cũng chơi ít lại đấy, cho nên là các bạn trong bang hội chửi mình nhiều lắm. Nếu mà bạn nào mà trong bang hội này mà không thích mình á thì các bạn có thể đây là bạn Quang Huy Trần đây này, bạn ấy thất vọng với clan đây này. Nếu bạn thất vọng với clan thì bạn đây, bạn này là chuyên gia bán bổ clan này, để mình kích bạn này ra. Đậu phộng. Những ai mà thực sự muốn vào trong clan của mình ấy thì các bạn đừng có nên báng bổ clan của mình. Còn nếu như bạn nào mà cứ vào với những cái báng bổ, những cái lời lẽ xúc phạm clan thì các bạn đừng có vào. Mình sẽ kêu. Đó, mình sẽ kêu kích những ai mình bây giờ mình đã cho bạn Đạt Nguyễn làm trưởng bang rồi. Vì thế mình sẽ không có quyền để kích nữa. Nhưng mà những bạn nào mà nói chuyện với những cái từ ngữ mà kiểu như là không thích ấy, bất mãn thì các bạn tốt nhất là không lên vào các bạn ạ. Bởi vì các bạn vào rồi các bạn gọi là nói xấu bang thì như thế là các bạn đang gọi là nói xấu chính bản thân các bạn. Vì các bạn là một trong một cá thể ở trong một tập thể mà các bạn lại nói xấu cái tập thể đó thì như vậy thì nó sẽ không hay các bạn ạ. Vì thế mà nếu bạn nào mà
đã có suy nghĩ là không muốn vào bang thì các bạn không nên vào. Còn những bạn nào mà đã có suy nghĩ vào bang thì các bạn đừng nên nói xấu cái bang nha. Đó. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 6 ngày. Thì trong 8 ngày đấy thì mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người unsub của mình nha. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã thanh lọc đi những cái thành phần không cần thiết của kênh mình. Những ai mà thực sự yêu quý mình thì họ sẽ ở lại. Còn những ai mà không yêu quý mình hay là chỉ yêu quý cái game Dragon City này thì họ sẽ ra đi. Và thực sự là mình cũng không tiếc các bạn ạ. Mình chỉ tiếc những ai mà thực sự yêu quý mình thôi. Đó, thế nhá. Rồi, thì tập này chắc là nó cũng sẽ hơi ngắn đấy, chứ nó không được dài như những tập khác đâu. Bởi vì quan trọng là mình chỉ muốn nói tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa thôi. Mình vẫn sẽ đùa top nhé các bạn. Đây, mình sẽ like con hệ rồng này để xem hy vọng ra một con rồng xịn các bạn. 12 tiếng, không biết là con rồng gì. Bây giờ mình có rất là nhiều cái điểm Titanium đến nỗi mà mình không muốn thu hoạch nữa các bạn ơi. Quá trời luôn đấy. Bây giờ mấy con rồng này thì 69 rồi. Rồi 69 là số đẹp. Không thu hoạch nữa. Đó. Anh em mấy ngày tới sẽ có những cái video gọi là nó hài hước và vui nhộn. Và mình sẽ edit sao cho nó thật là đẹp, thật là hoàn hảo để cho các bạn xem. Thay vì những cái clip Dragon City mà mình chỉ quay và mình úp lên luôn, thì mình sẽ cố gắng gọi là chăm chỉ edit, siêng năng các thứ đấy, để cho có một cái video nó đẹp, nó hoành tráng, để hài hước. Đó. Ủa con rồng quái này. Con rồng này là rồng limited. Vãi. Một con rồng epic nhìn đẹp vãi, nhưng mà mình sẽ không lấy đâu. Bởi vì mình biết là nó sẽ không kịp để lấy đấy các bạn. Nên mình cũng chả lấy. Mình sẽ đi con này cho xong đi. Ủa sao bên trái nó có màu đen này. Sao nhở. Ok, con này bây giờ đi cũng bắt đầu mệt rồi đấy. Mình sẽ hy vọng lấy được con này, xong rồi lấy con legend nữa. Còn 7 ngày đấy cơ các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ lấy được con legend này nữa. Bốn con này mình sẽ lấy hết tất cả những con này. Còn mấy cái con nó đi theo thời vụ này mình sẽ không lấy đâu, bởi vì những cái con đấy thì thường là rất là khó để lấy. Mình sẽ không lấy nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ ở trong đây. Wow, con này vẫn chưa lấy được. Lại cái con limited này. Ê, có nhiệm vụ mới ngon này. Nhiệm vụ này để kiếm mấy cái đồng xu à. Tiện thể mình sẽ luyện cho con dương tiễn luôn. Để nó lên B rồi này các bạn. Rồi, mình sẽ quay trở lại và lợi hại hơn rất nhiều trong mấy ngày nữa. Để tí mình ra mình xem là cái arena nó còn mấy ngày nữa nha. Để xem mình có thể lọt vào top bao nhiêu của server. Ok. Con dương tiễn mình đang luyện lên và nó ngày càng mạnh nha các bạn. Rất nhiều mắt chứ không phải là 3 mắt đâu. Tuy nhiên nó đánh bằng cái con mắt thứ 3 ở trên trán nó. Còn những con này 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi bên mang nó là 4 con mắt nữa. Là 8 con. 8 con cộng với lại 3 con ở trên trán nữa là 11 con. Wow. Khá là nhiều đúng không? Gọi là khủng, rồng nhiều mắt, rồng rắn nhiều mắt. Nghe lạ kỳ vãi. hấp dẫn. Ok. Wow. Mình nghĩ là con này sẽ sớm lên A cộng thôi. Bây giờ cũng đang có nhiều event đấy. Vãi con rồng này lông lá này, lông đầy ngực cơ. Sợ vãi. Ludo. Rồng này cũng đẹp phết đấy, không đùa đâu, rồng như kiểu nature, rồng trái cây ấy. À rồng cây cối, rồng thiên nhiên. Đây là con rồng băng này. Rồng băng hay pha lê gì các bạn? Băng, chứ là băng bởi vì nó có hệ băng đầu tiên đấy. Rồng pha lê thì không biết nó sẽ có hệ gì đầu tiên. Ok, khá là hay rồi đấy. Cái con tê giác ba sừng này mình có rồi các bạn. Mình sẽ bán đi nhá. Ok, để cho con này ra. 39 tiếng. Lại một con Leviathan nữa anh em ạ. Hình như mình like được mấy con Leviathan rồi mình không nhớ nữa. Bao tiếng? 6 tiếng này. Hai con này mình like được 4 mấy tiếng cơ. Rất có thể là một con legend hoặc cũng có thể là một con hệ pu các bạn. Không thể đoán trước được là nó là những con gì. Hy vọng là 8 ngày tới thì mình sẽ xong được mấy cái tòa nhà này các bạn. mấy cái tháp này, mấy cái tháp Lily King này. Cố gắng xong nhanh nhất có thể. Rồi cái này vẫn chưa xong luôn này. Ok, Minecraft Loki Ace siêu nhân khủng long. Rồi. Language cái nhỉ? Language. Ok. Language. Ok, vậy là mình có thể kiếm được thêm 3 game nữa nhờ cái language này rồi. Ôi, thanh niên này để hình siêu nhân các bạn. Phải thật. Ui dồi, đứng máy luôn. À không, mình nhầm. Đây, không biết đánh cái có chết không cơ. À đây, có 19.000 máu rồi. À quên, chưa búp sức mạnh các bạn ơi. Mà sao đánh yếu thế. Đây, tạm biệt một chú bé. Ok. Spooky Dragon. Rồi, con này thì xử đẹp được. One hit.
Con này bá lắm đấy các bạn. Mình thích con này vãi trưởng. Con này là con nhiệm vụ này. Ơi, mạnh đấy nhở, 28.000 máu cơ. Đây, mình sẽ cho con Beerus ra. Úi dồi ôi, đánh gần chết luôn. Con Beerus này như đam to hơn con giá đỗ luôn hay sao nhở. Đánh kinh vậy. Tí mình ra mình xem lại đam hai con nào. Máu thì ít hơn là cái chắc rồi. Nhưng mà đam mình như nào. Nếu mà đam nó to gần bằng thì cũng hơi bị kinh đấy nha. Để mình xem nào. Con Beerus với con giá đỗ là chung chung chuồng đúng không? Đúng rồi, chung chuồng. Đây, mình ấn vào đây. Ủa, không phải. Đây. Ủa. Thôi mình sẽ xem đam con Beerus là 11.721 nhá. 11.721 xem con kia nào. Ôi có 9.000 à. Nhưng mà đam nó chắc chắn là mạnh hơn cái con này rồi. Mạnh hơn tới gần 2.000 các bạn. À, con này cấp 35 ở 35 luôn. Máu nhiều hơn 10.000 này. Đam nhiều hơn gần 1.000, hơn 1.000 luôn, gần 2.000. Kinh quá. Nếu tăng thêm 2 sao nữa không biết như nào. Cố lên, cố lên. Hy vọng là nếu như tăng thêm 2 sao nữa thì nó sẽ mạnh ngang với lại con Heroic các bạn. Nếu nó mạnh gần bằng cũng được, không cần phải ngang đâu. Gần bằng thôi. Ngang thì nó lại mạnh quá. Úi dồi ôi. Không nhận con này đam to quá. Ấy, đây có một con High Queen Dragon à. Nghĩ là ăn được nó đấy. 13.000 máu à. 13.000 máu xem có chiêu khắc hệ không. Không có. Mình sẽ đánh cái chiêu này xem, hy vọng không chết. Rồi. Đẹp. Bây giờ cho Dương Tiễn nó cân 2 luôn. Mình phải đánh cái chiêu mạnh nhất thì mới cân 2 được. Nhiều khi mình để auto toàn đánh chiêu khác thôi. Khắm vãi cả trường. Ok. Một nhát. Rồi, nhát thứ hai. Không biết có chết không đi cơ. Rồi, xong. Khỏe mạnh. Bé khỏe bé ngoan. Ok. Để mình vào mình xem trong xếp hạng mình hạng bao nhiêu rồi nhá. 15.900 các bạn. Lọt top rồi. Ấy, một con đầu rồi. Hình như mình cho một con đi lấy kinh rồi. Con bảo vệ bóng sờ bang lấy kinh rồi. Vãi. Ôi, mấy thanh niên đánh không lại đâu. 30 thì được. Thoải mái. Ok. Cộng 3% đam từ mấy cái chiêu hệ pull. Bảo sao chúng nó xài nhiều thế. Ôi, đánh đau thế. Vãi thật. Mày chết đi. Một con Ash này. Ash này trong Pokemon này các bạn. Mới hôm nay mình chơi Pokemon nhiều quá. Mình bị nhiễm rồi. Ôi, ôi, ôi. À, vẫn đánh được. Mày chết. Đau lắm ạ. Ok. Rồi, con này có chiêu gì mạnh không? Cannonball. Tính ra mấy con này mạnh phết đấy các bạn. Rồi, mình phải hy sinh con này thôi. Hy sinh con này. Không biết là thôi, dùng con này cho chắc cú các bạn. Mình tính cho con này ra ăn ké phát cuối. Nhưng mà mình sợ là không đủ đam ấy. Không đủ đam là chết luôn ấy. Con cầu đầu đao là không cần thiết lắm. Cho nên mình cho ra cũng được. Để xem nào. Gặp ba con A cộng nó có hơi mệt đấy nha. Rồi mình sẽ cho con mèo thần tài đứng đầu. Đây, và con thứ ba sẽ là con Dương Tiễn. Để cho mấy con này ra làm mồi nhử á. Hứng đam các bạn. Hứng đam. Ok, đó. Nó sẽ đánh trước. Đó, chết luôn con mèo thần tài của tôi rồi. Em sao. Vẫn mạnh lắm. Con Beerus của mình có thể cân 2. Và con Dương Tiễn của mình có tài năng cực kỳ năng động. Đó chính là ăn ké. Ok. Ôi, ăn ké. Sao con này giờ nó xuất hiện nhiều nhỉ? Ui, con này mạnh thế. Nó phập gần chết con rồng của mình luôn. Con này, à con này thì không sợ nè. Mình sẽ dùng con Dương Tiễn ra thịt con này. Ok. Rồi. Sội. Sao mấy thanh niên đặt cái tên thì nhìn lạ nhỉ? Tên chữ kiểu à? Hay gì đó mình không biết. Đó, rồi. Vượt qua rồi. Cũng khá là easy các bạn. Rồi, và chắc là mình sẽ dừng cái clip này ở đây thôi các bạn ơi. Thì tạm thời thì chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau ở trong một khoảng thời gian ngắn. Đó chính là 8 ngày. Để chúng ta thanh lọc đi một những cái bạn nào mà thực sự không thích mình á. Thì các bạn có thể thoát khỏi kênh của mình. Còn bạn nào mà thực sự yêu quý mình thì các bạn hãy cùng chờ đón trong 8 ngày tới. Là những cái video clip hài hước, vui nhộn, khắm bựa. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.